Giờ số 3. Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại giờ hóa trị A2, thu được 12 gam oxit. Ra viết phương trình hóa học B, xác định tên và ký hiệu hóa học của kim loại giờ. Rồi, cảm ơn bạn Hùng. Ở đây thì cô hướng dẫn các bạn là ta làm đúng theo 3 bước như ở trên. Thì cái bước đầu tiên là chúng ta giả thiết đặt điều kiện cho bài toán. Thì ở đây thì bài toán người ta đã đặt giúp chúng ta đây ạ. Cái kim loại đó là R của hóa trị 2 đây rồi. Như vậy là cái bước đầu tiên chúng ta không cần phải đặt nữa. Mà ta bắt đầu thực hiện từ bước thứ 2. Đó là viết phương trình hóa học. Sau đó thì tính theo phương trình hóa học. Và từ tính theo phương trình hóa học thì chúng ta sẽ tìm được khối lượng nguyên tử của kim loại R. Sau đó thì chúng ta so với cái bảng ở trang 42. Để từ đó chúng ta sẽ xác định xem đó là nguyên tố hóa học nào. Thì đầu tiên là viết phương trình đốt cháy kim loại R thu được 12 gam oxit. Như vậy ta sẽ có phương trình R cộng O2. Thế ra là anh nghĩ là RO2. Cháy tức là nó phải có nhiệt độ. Thì ta sẽ thu được là RO2 à? Vâng. Rồi. Cân bằng phương trình cho cô nào. Có cái cân bằng của anh. À, bằng rồi ạ. Ok. Cảm ơn bạn Minh. Bạn Lan nhận xét cho cô phương trình của Minh viết đúng chưa? Theo em là sai. Ừ, sai ở đâu? Cái chỗ RO2 phải là RO thôi ạ. Nó giải thích là R có hóa trị là 2. Và oxy trong hợp chất thì nó cũng có hóa trị là 2. Như vậy thì công thức của nó sẽ là hai hóa trị bằng nhau mà. Do đó công thức của hợp chất là RO thôi ạ. Bây giờ Minh cân bằng cho cô phương trình này. Em cô là 2R cộng O2 tạo thành 2RO. Bây giờ muốn tìm được M của R thì ta phải tính dựa vào công thức là MR bằng M nhỏ của R chia cho L nhỏ của R. Nam Hải nào, M nhỏ của R đây ta biết chưa? Rồi ạ. Bằng bao nhiêu? 12. 12. Còn N nhỏ ta biết chưa? Chưa. Rồi, bây giờ ta có tính được N nhỏ của R không? Có. Tính dựa vào đâu ạ? N của cái đằng sau. N cái đằng sau tức là cái oxit, N dựa vào 12 gam oxit. Ở bài này thì cô gợi ý các bạn là ta áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho cái phương trình này. À, ta sẽ tìm được M của oxy các bạn nhé. Theo định luật bảo toàn khối lượng này. Theo định luật bảo toàn khối lượng thì ta có M của R cộng với M của O2 thì sẽ bằng M của RO. Vân thay số cho cô. Cô bằng 7,2 cộng M của O2 bằng 12. Ừ, đúng rồi. Vậy ta tìm được M của O2 không? M của O2 bằng 4,8 gam. Đúng rồi. Vậy N của O2 thì sẽ được tính theo công thức là bằng M nhỏ của O2 chia cho M lớn của O2. Bằng 4,8 chia cho 32. Kết quả luôn đi. Bằng 0,15 mol. Rồi bây giờ biết được số mol của O2 rồi, ta có tìm được số mol của R không? Theo một. Ta đang cần tìm số mol của R, đúng không? Mà đây ta biết số mol của oxy rồi. Theo một N của R bằng 2/1 N của O, 2 N. Bằng 2 à? Bằng 2 N của oxy đúng không? Tức là bằng 2 nhân với 0,15 à? Bằng 0,3 luôn. Vậy thay xuống đây. Bằng 7,2 chia cho 0,3 bằng 24. Suy ra R là nguyên tố nào? Em tra cái bảng trang 42 đi. R là magie. Ừ, R là magie. Hùng nhận xét cho cô nào, Vân làm này đúng chưa? Em cô là bạn làm đúng rồi. Chính xác.